một lịch sử, ghi nhận xứng đáng, vinh dự, xúc động, tự hào, số 1 trên thị trường. Chúc mừng AA Việt Nam. Rất chúc mừng các anh chị đã hoàn thành sứ mệnh đạt được danh hiệu MDRT của năm 2020. Không chỉ riêng cá nhân tôi mà tất cả chúng ta AA Việt Nam đều tự hào bởi kết quả chúng ta đã đạt được. Lựa thử vàng gian nan thử sức đã khẳng định được đẳng cấp của công ty chúng ta trong năm vừa qua. Vô cùng tự hào khi mình là một thành viên của đại đình AA. Đó chính là sự phối hợp ăn ý, sự nỗ lực của bộ phận phát triển kinh doanh, bộ phận huấn luyện và đặc biệt đấy là các giám đốc văn phòng tổng lý. Và hơn thế nữa, đấy chính là những anh chị MDRT đã nỗ lực không ngừng để chúng ta mang lại kết quả đó. Từ ngày bước chân vào AA và từ cái thời điểm mà AA tập trung vào MDRT thì thực ra trong lòng của tôi luôn luôn có một cái niềm biết ơn rất là mãnh liệt dành cho toàn bộ đội ngũ. Được gọi chung đó là AA, nhưng mà chính là tất cả các anh chị, các phòng ban, kể cả những người đứng sau cánh gà, là những người mà luôn luôn thúc đẩy, hỗ trợ để cho chúng tôi thành công, để cho chúng tôi tỏa sáng. Tôi tin chắc rằng AA Việt Nam sẽ đạt cái thành tích này liên tục trong nhiều năm và nhiều năm nữa. Các anh chị ơi, các anh chị hãy giúp cho AA chúng ta giữ vững danh hiệu này trong những năm sắp tới nhé. Và năm 2020 này sẽ đại thắng. AA vô địch.